là nơi trú ẩn của nhiều loài chim ưng dũng mãnh. Đảo chim ó hay còn được gọi tắt là đảo ó, nằm biệt lập hoàn toàn với sự xô bồ, tấp nập của thị thành bên cạnh, xanh tươi như một viên ngọc bích giữa lòng Hồ Trị An. Khu du lịch đảo ó Đồng Trường là hai hòn đảo tách biệt nằm trong lòng Hồ Trị An. Với tổng diện tích của hai đảo hơn 24 hectare, không gian trong lành, xanh mát và thoáng đãng phù hợp với nhiều hoạt động giải trí thư giãn như đạp xe đạp trên những con đường quanh đảo, tổ chức dã ngoại, cắm trại và đốt lửa trại qua đêm. Đặt chân lên đảo, du khách sẽ bất ngờ trước khung cảnh cây lá xanh tươi, trăm hoa khoe sắc. Con đường vòng quanh đảo khi thì rợp bóng cây cao, khi thì chập chờn bướm hoa và gió lộng. Bãi cát cuối đảo sóng vẫn vỗ về, cũng là nơi bạn có thể đắm mình vui đùa trong làn nước hồ trong xanh và mát mẻ. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ nếu cuối tuần bạn được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã ở đảo chim ó, quậy tung chào bên ánh lửa và vùng này nhịp nhàng theo những lời hát, rồi lại trầm ngâm ấm áp sẻ chia tâm tư bên bạn bè và người thân. Một điểm đặc biệt mà bạn cần lưu ý là du khách phải đặt món ăn trước khi đặt chân đến đảo chim ó. Nếu có nhu cầu, nhà bếp sẽ mua nguyên vật liệu mang theo tới đảo chim ó và chế biến thức ăn tại đảo cho bạn. Vì vậy, để có nguồn thức ăn bổ sung năng lượng đầy đủ cho chuyến hành trình, du khách cần phải đặt trước tại bến đò Đồng Trường và đặc biệt là mang theo ít đồ khô dự trữ lên đảo chim ó. Ngoài ra, du khách còn có dịp rảo bước qua hòn đảo liền kề đảo chim ó. Đảo Đồng Trường rộng 22 hectare hãy còn nguyên sơ, trên đảo có nhiều loại cây ăn quả như mít, chôm chôm, mận. Dưới tán cây người ta chăn thả heo rừng, du khách có thể thử săn bắt chúng, thịt tại chỗ phục vụ cho buổi sinh hoạt cắm trại. Đến dã ngoại tại đảo chim ó, du khách có thể dạo bước khám phá thiên nhiên hoang sơ, buông cần câu cá ven đảo, hay ngả lưng trên những chiếc võng được răng sẵn để tận hưởng tiết trời mát mẻ. Đặc biệt, du khách còn được hòa mình vào dòng nước mát lạnh tự nhiên của Hồ Thủy Điện. Nằm giữa lòng Hồ Trị An, đảo chim ó cho bạn những góc máy đầy ma mị. Khi mặt trời lên cao hay dần mất dạng, cảnh vật đảo chim ó chuyển màu để lại những vệt sáng lấp lánh trượt dài lên mặt Hồ Trị An. Nhờ vậy, du khách có thể lưu giữ cho mình những bức ảnh đầy nghệ thuật. Bên cạnh đó, dựa vào đặc điểm địa hình đa dạng thuận lợi, vẻ hoang sơ bí ẩn của đảo chim ó, du khách còn có thể tổ chức những trò chơi team building để mang lại sự đoàn kết cùng những chàng cười sảng khoái xen lẫn phút giây vô ưu. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích để ngắm cảnh ven đường và thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Ngoài ra bạn có thể đến đây bằng ô tô hoặc xe khách, xe buýt, phải đi bến đò rồi sau đó mới đến được đảo ó. Nơi đây là một địa điểm thú vị mà bất cứ ai đến với Đồng Nai cũng muốn một lần đặt chân đến và khám phá. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!